Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay với video này, mình muốn lan tỏa đến các bạn những điều đặc biệt và ý nghĩa khi mà chúng ta có tuổi trẻ. Các bạn ơi, tuổi trẻ đối với các bạn là gì? Còn với mình, đó là những gì đẹp đẽ và trọn vẹn nhất khi được sống cháy hết mình, khi được tự do làm những điều mình thích, được nỗ lực thực hiện ước mơ và đặc biệt là được sống cống hiến một phần công sức, một phần tuổi trẻ sôi nổi của mình vào những công việc tình nguyện có ích cho cộng đồng và xã hội. Với mình, tuổi trẻ của mình đáng nhớ nhất là khi được tham gia chiến dịch bán hàng bình ổn giá để chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, hay còn gọi là Tổng Công ty Dofico, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mỗi ngày, chúng mình dậy từ rất sớm. 4 giờ sáng, tụi mình đã có mặt tại khu du lịch Bửu Long để tập kết hàng. Và các bạn biết rồi đó, khu du lịch Bửu Long là một thành viên của Tổng Công ty Dofico. Đây là một địa điểm tham quan du lịch rất đẹp và nổi tiếng ở Biên Hòa. Bình thường khi không có dịch, Bửu Long là một khu du lịch. Còn bây giờ, Bửu Long đã trở thành một pháo đài mạnh mẽ để có thể chống lại dịch bệnh. Các anh chị từ khắp các phòng ban đều khoác lên mình màu áo xanh bảo hộ để trở thành những chiến sĩ. Chúng mình có thêm cái điểm tập kết, đó là nhà hàng Sen Vàng thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hòa. Và đây đều là những công ty thành viên của Tổng Công ty Dofico. Khi mà công việc sắp xếp hoàn thành thì tụi mình sẽ chia ra thành nhiều đội nhỏ, nào là bán hàng online giao tận nơi nè, đặt hàng online đến lấy nè, và xe bán hàng lưu động. Một ngày thì chúng mình nhận được rất nhiều đơn hàng online. Người mua rau nè, người mua thịt. Lúc soạn hàng là lúc mà tụi mình đòi hỏi phải tỉ mỉ nhất, vì không phải bán hàng bình ổn là có thể làm xòe xòa, làm cho qua chuyện. Thương lắm những anh thị trường của Dofico. Bình thường thì các anh cũng đã là những lực lượng nòng cốt rồi. Nắng gió thì đã là gì với các anh đâu. Trở thành shipper thì đơn hàng dù xa cách mấy, các anh vẫn mang đến tận tay cho bà con. Có một buổi chiều mình thấy một anh giao về muộn, mình chợt hỏi: "Anh có mệt không?" Anh mỉm cười rồi nói: "Bà con vui là anh vui rồi." Nhưng nụ cười ấy không giấu nổi ánh mắt mệt nhoài của một ngày lao động vất vả. Mình được phân công phụ trách xe bán hàng lưu động nè. Đội bán hàng online có gì là đội của chúng mình cũng có đủ. Mình bán rau củ nè, thịt heo nè, và có cả trứng gà nữa. Và tất nhiên là giá bán bình ổn nên sẽ rất là rẻ luôn. Đội của mình thì nguồn nhân lực có vẻ khiêm tốn hơn những đội khác. Chị bán hàng trong đội của mình cute lắm nha, vừa xinh đẹp nhất đội nè, mà chị lại bán hàng rất là giỏi luôn. Chị đến từ nhà hàng Cọ Dầu thuộc Công ty Bửu Long. Chị bán thăng thoát hà và duyên lắm, khách nào đến cũng vui cũng khen. Rồi anh tài xế của công ty du lịch cũng xoắn tay bán hàng phụ tụi mình luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ có lẽ sẽ không mệt lắm đâu, bởi vì địa phương cũng hỗ trợ đội của chúng mình hết sức. Nhiều tình nguyện viên như thế này mà. Nhưng thật sự thì dần đến cuối buổi là tụi mình cảm thấy thấm mệt. Bộ đồ bảo hộ kèm theo cái thời tiết thật là khắc nghiệt, vừa nắng gắt lại mưa xa, thì thật sự là phê pha lắm các bạn à. Mệt lắm, nhưng nghĩ lại thì được giúp bà con để cùng vượt qua đại dịch lần này là một niềm vui to lớn của chúng mình rồi. Tụi mình cũng sợ dịch bệnh chứ. Nhưng mà mình từng nghe lời bài hát Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có đoạn: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình." Mình xin cảm ơn Tổng Công ty Dofico, cảm ơn Công ty Bửu Long, cảm ơn Công ty Du lịch Đồng Nai đã cho mình có cơ hội được tham gia chiến dịch ý nghĩa này. Cảm ơn những anh chị, những người bạn đã luôn đồng hành cùng chung tay để trở thành những chiến sĩ. Và mỗi gia đình, mỗi khu phố sẽ là một pháo đài để cùng đồng lòng chiến thắng đại dịch. Mọi người ơi, hãy cố lên nhé. Biên Hòa ơi, cố lên. Việt Nam sẽ cùng nhau chung tay chiến thắng đại dịch. Cảm ơn nhé, tuổi trẻ.